hai chú chim cánh cụt. Đây là câu chuyện về hai chú chim cánh cụt. Hãy nhìn mà xem, hai chú chim cánh cụt này đang nhảy ở trên giường. Hãy nhìn mà xem, hai chú chim cánh cụt này đang trượt ở trên ván trượt đấy. Hãy nhìn mà xem này, hai chú chim cánh cụt đang bơi ở dưới biển. Hai chú chim cánh cụt này đang học cách trượt tuyết. Đây chỉ là trang năm 20. Hãy nhìn mà xem, hai chú chim cánh cụt này đang xây một bức tường. Hãy nhìn mà xem, hai chú chim cánh cụt này đang ném những quả cầu tuyết. Hãy nhìn mà xem này, hai chú chim cánh cụt đang ăn kem. Hãy nhìn mà xem này, hai chú chim cánh cụt đang nằm và đang có những giấc mơ đẹp đấy.